Hello, chào mừng mà các bạn đã đến với Người Gò Công nha. Dạ thưa cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì đây gạo em đã mua và đã về kho 500 kg gạo. Em mua gạo này là gạo Hương Lài nha quý vị, Hương Lài. Để em để camera xuống để em sẽ quay cho mọi người thấy nha. Dạ quý vị đợi em chút xíu nha. Đợi em chút nghe quý vị. Đây, một phần gạo này thì em đóng vào bao 5 kg. 5 kg gì để em đi cầm? Thứ nhất là dễ dậy, thứ hai là cho bà con, có mấy người lớn tuổi thì rồi em phát, em thấy cầm 10 kg hơi khó khăn. À, cầm 15 kg này cũng dễ xách à, thì có khi như tới nhà nào mà em cảm thấy bà con mình khó khăn á, thì em sẽ tặng 2 phần luôn đây. À, mọi người xách này dễ không? À, hoặc là em sẽ tùy duyên tùy hoàn cảnh, em có khi em sẽ tặng gạo và em sẽ tặng thêm ít tiền để bà con mình mua thêm đồ dùng sinh hoạt trong những ngày khó khăn mùa dịch này, phải không quý vị? Đó, gạo này em xin nói lại là gạo là em mua là gạo Hương Lài, Hương Lài nha. Thơm, em hỏi còn thơm mùi gạo nữa. Gạo mà không thơm mùi gạo là thơm món gì quý vị? Đấy chứ gạo này gạo là gạo Hương Lài, thì em mua tại nhà máy đó là 14.000 một ký, kg nha, 14.000. Thì em mua 500 kg này là em trước mắt thôi, tại vì em không biết làm sao, chứ em sợ để trong kho của em có ít nè, để không đi không đủ, với sợ trời mưa nó ẩm mốc. Giờ mình mua 500 kg chi phí là hết năm 7 triệu. Đây em cho mọi người thấy cái hình em lúc mà em gửi tiền cho cái cô nhà máy này nha. Thì lúc mà em tới nhà máy em không có quay phim được, thôi em trao tiền, em chụp hình ra lại làm kỷ niệm chỉ để cho bà con mình biết là em đã gửi tiền thì gạo rồi. Thì sáng mình đi đổi tiền rồi, có tiền nên trả tiền gạo luôn. Dạ thì đợt này em sẽ đến với bà con ở thị trấn Dàm Láng đó, do đó cô chú anh chị và các bạn nào mà biết hoàn cảnh nào thật sự khó khăn ở Dàm Láng á thì cứ chia sẻ cho em. Những người như bán vé số, lụm ve chai, gia đình neo đơn, khó khăn, bệnh tật hay là sao đó thì chia sẻ để em cố gắng em đem những phần quà này đến nhà cho bà con mình nhanh chóng kịp thời để bớt khó khăn. À, em hy vọng là như vậy. Thì nếu mà em làm tốt đợt thứ sau thì em sẽ tiếp tục mua thêm gạo em gửi cho bà con mình ở nếu mà còn khó khăn ở Dàm Láng thì hãy gửi tiếp, rồi sau đó em sẽ đi đến các xã khác như là xã Kiểu Phước, xã Tân Điền, xã Bình Ân, Tân Tây, Bình Nghị, Tân Hòa, vân vân. Nếu mà em còn khả năng và điều kiện đó, phải quý vị, mình còn khả năng thì cứ làm tiếp, còn điều kiện thì cứ làm tiếp, quan trọng là vậy. Tiền bạc kinh tế thì nếu mình có nhiều mình làm nhiều. Quý vị mạnh thường quân hay là nhà hảo tâm nào có ủng hộ quan tâm thì em sẽ tiếp tục làm thôi. Cảm ơn bà con mình rất nhiều đúng không? À, bây giờ gạo đã về kho đó quý vị. À, sẵn sàng ha. Thì em tính là vậy nè, em sẽ chở trực tiếp tới nhà bà con mình luôn. Thì một lần chở thì mười mười mấy bao. Em chở xem ra mà em chất lên xe đó, rồi em có cái kết em để về sau chứ để về trước ba ga em chở, tại bây giờ do tình hình dịch và giãn cách xã hội không cho tụ tập đông người nên em không thể nào không báo đến từ nhà đến để tới nhà cầu vồng nhận, mà em chỉ có thể là trực tiếp giống như gọi là em là shipper vậy quý vị, không người giao hàng shipper. Em sẽ đi giao hàng miễn phí và tặng quà miễn phí luôn. Hy vọng bà con mình sẽ có được những niềm vui.
mà quan trọng nữa là cô chú anh chị và các bạn đó, là nếu mà cảm thấy việc làm em tốt thì quan tâm ủng hộ bằng những việc làm gì, chia sẻ cho mấy em, chia sẻ cái hoàn cảnh khó khăn và chia sẻ cái video này, chia sẻ nhiều vô, chia sẻ quý vị, chia sẻ video này đến nhiều hoàn cảnh, đến nhiều bạn bè, thì ai biết, anh chị nào biết, bạn bè nào biết thì sẽ thông báo cho em, thông báo em bằng cách nào, có thể là bằng Facebook Người Gò Công, hoặc là comment trên YouTube này, hoặc là số điện thoại để em ghi là số điện thoại của em rồi nè, 0909 660 373. Đó, em nhắc lại nha, 0909 660 373. Đó, số điện thoại của em đó quý vị, thì cứ gọi gọi là nhắn tin cho em, nhưng mà gọi đừng có gọi giờ nửa khuya quá nha, em ngủ nha quý vị. Nói chung thì gọi không được thì nhắn tin, thì em sẽ liên hệ lại để em hỏi chính xác và nhớ chỉ đường cho em nha. Chỉ em tận tình thì em sẽ cô biết ơn nhiều, em biết đường vô nhà của những người những hoàn cảnh khó khăn. Dạ, thì đó chỉ là những việc em nên làm trong lúc này, em thấy là em có khả năng làm được, đó là như vậy đó quý vị. Dạ, em đi từng bước thì hy vọng cái đúng theo cái kế hoạch của em thì em sẽ phát gạo cho bà con thị trấn Dầm Láng trong vòng tuần này. Thì bữa nay là thứ tư, ngày mai thứ năm, sáu, bảy, chủ nhật, bốn bữa nữa thì em sẽ tranh thủ em đi phát đây 500 kg gạo. Nếu mà hết thì tuần sau em sẽ tiếp tục mua 500 kg gạo nữa và em đến với bà con ở, nếu mà ở Dầm Láng còn thì em sẽ phát Dầm Láng tiếp và đi các xã khác, bà con ở vùng khác, ở nơi khác trong huyện Gò Công Đông này. Thôi, em không biết nói gì hơn, một lần nữa cảm ơn trước mắt là cảm ơn quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm ở trong nước và ngoài nước, ở xa ở gần đã luôn luôn hướng về bà con quê hương Gò Công. Thì thứ hai là cảm ơn tất cả cô chú anh chị và bạn bè đã quan tâm đồng hành và chia sẻ những việc làm có ích, chia sẻ hoàn cảnh và chia sẻ cái video này. Đó, nói chung là cảm ơn tất cả, vì chúng ta cùng đồng hành, cùng chung tay lại thì cái việc làm tốt sẽ được lan tỏa, phải không quý vị? Một lần nữa em xin cảm ơn rất nhiều, hy vọng bà con mình mùa dịch này sẽ được bình an, sẽ được nhiều sức khỏe và cố gắng chúng ta hãy giữ gìn sức khỏe mình và giữ gìn điều tốt đẹp nhất. Và thứ hai là chúc bà con có hoàn cảnh khó khăn sẽ mau chóng vượt qua khó khăn này. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video tiếp theo nha. Bye bye, chào tạm biệt.